Rồi các cô chú bác thấy không ha, đây là con đường Nguyễn Chí Thanh, một dọc luôn Lăng Farm Hotel, cà phê Gia Nguyễn, Tulip mà khách sạn Hotel Tulip nè, đây Tulip 2. Bánh tráng nướng. Ồ, nguyên con đường này là dọc đúng là khách sạn không mà các bác. Dạ Lan Hotel. Con đường Nguyễn Chí Thanh này nó quẹo qua bên đây hả? Tulip 3 hả? À đây, đây là soi gà Tường Vi này, thấy cũng nhiều nè. Phố núi Hotel nè. Wow, con đường này là con đường khách sạn. Trời ơi, cũng là con đường Nguyễn Chí Thanh luôn á. Con đường mà cặp song song, tưởng nó đi ra ngay chỗ bến xe. Ai ngày nó tẻ qua đây quá. À, con đường này lần đầu tiên con đi luôn nè. Ở đây có quán phố nè. Rồi rồi rồi, ba thấy mưa rắc rắc rồi con. Trời ơi, con đường Nguyễn Chí Thanh này đi ra đâu ta? Ôi, nó tưởng là sập song song, nó ra cái chỗ ai nghe, con đường Nguyễn Chí Thanh này nó quẹo ra một hướng khác đó ta ơi. Ờ, đi con đường trên ai nghe, nó ra cái con đường không biết ra đâu đây nè. Đây nó xuống rồi nè, không biết nó ra đâu, đường nào đây nè. À, ra đường Nguyễn Văn Cừ. Con nghe nói như dòng suối cặp bên hông này nè bác. Cái dòng suối cặp bên hông này là nghe nói là suối Cam Ly đó không có. Không biết có phải không nữa, các bác có biết là xin nhắc giúp con với. À, hình như là cái con suối cặp bên hông này nè là con suối Cam Ly. Con đường này đường Bạch Triệu nè, quẹo phải là đi về đường Trần Phú nè. Đó, con đang đi từ từ con nhớ. À, từ từ con sẽ nhớ. Hình như quẹo đây là như con đường Bạch Triệu này mình ăn cái gì hôm qua phải không ta? Có ăn phát mì hôm qua, mì Vĩnh Lợi vậy đó. Mày còn ngủ hả? Vậy mình về nha con. Khuya lắm rồi. Ba thấy khuya lắm rồi đó. Giờ mười mấy rồi đó ông ơi. Em nó ngồi đó cũng mỏi giò nè. Giờ khuya lắm, có ra gặp bà bánh tráng nướng không? Dạ, có lời hứa với bà bánh tráng nướng, giờ ra mua cho bà bánh tráng nướng một cái bánh đi. 15 ngàn, tới 25 ngàn hả? À. Rồi đây coi có Tùy Thiên Đại Thánh gì không? Ồ, con chó kìa. Rồi giờ để mình ra mình mua ủng hộ cái bà bánh tráng nướng cái đi. Xe đạp giờ ta nghỉ rồi ông ơi, con thấy có ai đạp đâu.
Sáng mai mình đạp cho nó mát mẻ không? Mình còn ở đây tới mấy ngày luôn mà con, chứ đâu phải mai mình về đâu. Ôi, 2 ngày con có cái xe đạp thôi, mình đi từ từ mình giải quyết được liền gì. Cái khi nào mà ngày mai mà mình đi về luôn thì con mới sợ, chứ còn mai mình còn ở Đà Lạt nữa. Ngày mai mình ở Đà Lạt, còn ngày mốt mình cũng ở Đà Lạt nữa. Mình còn tới mấy ngày nữa. Giờ ra cho em gặp bà bánh tráng nướng nè. Trời ơi, lạnh quá. Đó, ba lạnh rồi đó. Nãy này bà tắm mưa không à. Thôi sao tranh thủ mình về để ba nghỉ ngơi nha con. Đâu bà bánh tráng nướng ở đây nè. Rồi bà cũng dẹp luôn rồi, thấy chưa. Đây nè. Nè cái chỗ bánh xào nè. Rồi bà dẹp rồi con ơi. Giờ mình sẽ ngựa gì? Ngựa giờ nó cũng đi ngủ rồi, ta cho ngựa nó uống nước nó đi ngủ rồi về kìa. Giờ ai cũng về hết trơn rồi. Rồi bà bánh. Rồi bà bánh tráng nướng bà nghỉ rồi. Bây giờ ta đi về ta trả xe đó ông ơi. Bây giờ người ta trả xe. Giờ ta quét dọn, ta dẹp hàng quán, ta nghỉ nè, không thấy hả? Ngày mai ba dọn ra chợ ở rồi, con yên tâm đi. Mình ra chợ mình đi bước có vài bước là mình thấy xe đạp rồi. Cho nên mấy bữa nay ba đâu có đi vòng vòng cái khu chợ đâu, tại vì mai mình ở chợ rồi, mình tha hồ mình đi khu chợ. Có cái này nè mẹ đi vô chăm mẹ quay giùm ba cái này đi. Cái chợ Nửa Đêm Đà Lạt nè. Ba đứng ngoài ba đợi cho. Mẹ đi vô chổng mẹ đi một vòng mẹ quay cho các cô chú bác xem. Có đứa nào muốn đi theo mẹ rồi đi. Tại vì ngày mai là cái chợ đêm này người ta không có họp chợ. Hôm nay nó cũng vắng bớt rồi phải không? Hôm nay là ngày mà người ta về Sài Gòn lại rồi đấy, mai đi làm á. Ngày mai bắt đầu là Đà Lạt bắt đầu nó vắng nè. Ngày mai các cô bác cùng với con đi xem ha, xem cái khung cảnh Đà Lạt sau khi mà khách du lịch người ta rời khỏi Đà Lạt thì nó như thế nào. Giờ ba đứng đây ba đợi nha mẹ. Đứng đây luôn đi. Có đứa nào muốn đi bộ với mẹ không? Hả? Đây là Quyêu Lan muốn đi bộ với mẹ không? Không ai muốn hả? Rồi thôi mẹ đi mình đi. Em ơi, tới em ơi. Xuyên quay
quần áo. Ủa tim này, gần tới trạm phủ gần về thấy mưa dầm về.
Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.